Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và cái thông tin về nữ bệnh nhân COVID thứ 17 thấy trên mạng người ta gọi là N17 đấy, có bạn Nhung đấy. Rồi, và hiện nay thì mình có thấy một cái video đang ở trên nhóm Autofan của anh Mai Hoàng Long có chia sẻ lại quá trình thăm khám của nữ bệnh nhân này tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Và trong video ngày nay thì mình sẽ reaction cái clip này. Ở đây chúng ta hãy xem cái quy trình thăm khám chữa bệnh của Bệnh viện Hồng Ngọc như nào. Hiện tại thì một số thông tin mình được biết thì cơ sở 5 năm Yên Ninh này thì đang hiện tại đang được các cơ quan chức năng đang hiện tại là cách ly hoàn toàn, tức là sẽ dừng khám chữa bệnh cơ sở này để kiểm tra vệ sinh và cũng như là để cách ly các cái nhóm mà bác sĩ, y tá đã tiếp xúc với bệnh nhân Nhung. Và chúng ta thử xem là quy trình khám ở Bệnh viện Hồng Ngọc này và cùng phân tích xem là trong cái trường hợp mà nếu mà chúng ta vô tình gặp phải các cái người có dấu hiệu là nhiễm Covid-19 chẳng hạn thì cách xử lý của các nhân viên y tế như thế nào. Ok, hãy cùng xem clip này nhá. Rồi, đầu tiên clip thì chúng ta có thể thấy rằng có một bác sĩ chính ở đây đang có thể đang lập phiếu. Và một số thông tin mình được biết là cái phòng này là phòng chuyên để khám những cái trường hợp mà có dấu hiệu liên quan đến bệnh mà có thể lây nhiễm, tạm gọi là phòng cách ly ở bệnh viện này. Và một số thông tin ở đây. Và chúng ta xem là cái quy trình khám như này. Hiện tại thì cái thời điểm này thì nữ bệnh nhân Nhung chưa vào. Các bác sĩ mới đang chuẩn bị công tác là đây, mình thấy bác sĩ đang lấy khăn lấy phiếu gì á, lấy găng tay hay sao anh em, lấy găng tay. Còn nữ y tá điều dưỡng ở đây thì y tá thì mặc trang phục màu hồng, họ đang chuẩn bị có lẽ dụng cụ để chuẩn bị cả khám bệnh. Hãy cùng chờ xem video này xem nào. Nó cũng khá là dài, khoảng 10 phút. Mọi người, mong mọi người chưa có theo dõi thì chúng ta cùng xem tình huống và phân tích các nguy cơ có thể xảy ra lây nhiễm như thế nào. Rồi, như vậy bác sĩ sẽ thay một cái chiếc khẩu trang mới. Như vậy bác sĩ thay một chiếc khẩu trang mới. Đó, đang tháo khẩu trang. Hiện tại thì chưa thấy đeo găng tay cả. Mình có nhìn thấy là đeo một chiếc khẩu trang mới. Rồi, sau đó thì mở cửa. Có lẽ bệnh nhân Nhung đang chờ ở ngoài. Rồi, y tá cầm theo phiếu vào. Rồi, như vậy bạn Nhung bắt đầu xuất hiện rồi. Là người phụ nữ mặc quần áo màu đen kia. Rồi, đây, nhân vật đình đám trong suốt cái thời gian vừa rồi. Như vậy, nữ bệnh nhân này có đeo khẩu trang. Họ đang trao đổi gì với bác sĩ. Hiện tại cái video này thì không có tiếng nhé các bạn. Không có tiếng nên mình sẽ phải cố gắng phân tích cái tình huống này cho mọi người có thể hiểu. Rồi, bác sĩ bảo y tá lập phiếu này. Đóng cửa. Đóng cửa và bật điều hòa. Đúng rồi, bật điều hòa. Điều hòa anh ạ. Ồ, xem ca này cũng gây cấn hồi hộp phết. Rồi, như vậy y tá thì theo mình thấy đang làm phiếu nhập vào máy. Như vậy bác sĩ chưa đeo găng tay. Bác sĩ không đeo găng tay. Khoảng cách tiếp xúc thì theo mình thấy thì cũng khá là gần. Và theo khuyến cáo của Bộ Y tế là trong khoảng cách 2m thì vẫn có thể là nguy cơ lây nhiễm là cao nhất. Như vậy thì y tá bắt đầu kiểm tra nhiệt độ bằng bút đo nhiệt độ. Chạm vào trán của bạn Nhung. Sau đó y tá đi cất điều khiển điều hòa sang bên tay trái. Bác sĩ bắt đầu mới đeo găng tay. Cất cái gì không rõ.
clip này thì camera này khá là mờ. Rồi sau đó thì bác sĩ lấy dụng cụ, mình cũng chưa rõ lấy được gì, đang góc này nó hơi khó nhìn một chút. Rất nguy hiểm vì bác sĩ này đứng rất là sát luôn với như vậy chiếu đèn, hình như là quay đè lưỡi hay sao, đang nội soi họng anh ấy. Theo mình thấy đang nội soi họng, chính xác là đang nội soi họng. Trên màn hình của y tá các bạn có thể thấy hình ảnh họng của bệnh nhân Nhung. Rồi nội soi họng, sau đó bỏ máy nội soi họng đi. Công nhận thì bác sĩ này nguy hiểm thật, tiếp xúc với những người mà có khả năng mang những bệnh nguy hiểm như Covid-19 đi. Tiếp theo là nội soi tai. Nội soi tai bác sĩ bắt đầu tiến hành thăm khám, hỏi về tình trạng của bệnh nhân. Theo mình đoán là như vậy thôi, tại vì clip này không có tiếng. Như vậy nội soi tiếp tai bên phải. Bắt đầu nội soi mũi sao ạ? Nội soi mũi các bạn. Tiến hành nội soi mũi. Hai bên mũi. Rồi. Vẫn đang nội soi mũi. Đây là những cái khám lâm sàng. Theo một số thông tin mình được biết thì hình như ở bệnh viện Hồng Ngọc có cả chụp X quang phổi cho bệnh nhân Nhung này. Và sau đó thì bệnh viện Hồng Ngọc quyết định là điều chuyển bệnh nhân này đến bệnh viện Trung ương, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh, Kim Trung Đông Anh. Vì nhận định rằng có khả năng nữ bệnh nhân này có dấu hiệu của bệnh viêm phổi và có thể là Covid-19. Bác sĩ đang trao đổi. Thật sự là rất nguy hiểm các bạn. Như vậy là quá trình thăm khám là xong. Như vậy nữ bệnh nhân đi ra ngoài, mình thấy xuất hiện có một người đi vào lấy một chiếc áo gì. Như vậy đoạn clip này đã được chuyển sang một clip khác. Cái đoạn sao cắt cảnh cái gì vậy? Không rõ lắm các bạn. Hình như là chuyển sang cam. Rồi như vậy bác sĩ tiến hành là lau cái gì mình không nhìn được các bạn ơi. Mình không phải là ngành y nên mình chỉ phán đoán thôi. Rồi sau đó bác sĩ có trao đổi với y tá. Y tá đang nghe điện thoại. Hai người này là có nguy cơ là, gọi như là theo Bộ Y tế là nguy cơ lây lan là tiếp xúc gần nhất với bệnh nhân, như là nhóm F1 hay sao. Đó là nhóm F1. Rồi sau đó y tá tiến hành lập phiếu. Bác sĩ thì đang vệ sinh những dụng cụ. Theo mình thấy thì chưa ra gáo ở găng tay. Bắt đầu tháo bỏ găng tay rồi. Chắc là sẽ bỏ găng tay này. Chúng ta cùng xem quy trình thăm khám của một bệnh viện cũng khá nổi tiếng Hồng Ngọc xem như thế nào. Có lẽ cái camera này được trích xuất là từ bên Hồng Ngọc họ gửi. Mình cũng không rõ là anh Mai Hoàng Long anh lấy clip này ở đâu. Mình thấy có một số các bình luận của một số bạn ở trên nhóm này có trao đổi là khám nghi như bệnh nhân thôi, không mặc bộ đồ phi hành ra. Cũng khá hài hước.
Rồi, như vậy thì nữ y tá đã in được cái phiếu kết quả chụp nội soi. Nói chung hai người này là nguy cơ nhiễm nhiễm rất là cao luôn, tiếp xúc gần như là trực tiếp với nữ bệnh nhân Covid-19 kia. Quá trình khám chỉ diễn ra trong vòng có 5 phút thôi. Tuy nhiên thì ảnh hưởng của nó về sau thì thật sự là khủng khiếp bạn. Rồi sau đó cả y tá và bác sĩ đã đi ra ngoài rồi. Mình không biết clip này đã hết chưa. Hồi như vậy là bác sĩ lại vào một lần nữa. Chẳng đang thao tác gì với máy móc gì ạ. Như là sắp khuẩn tay cho các bạn. Clip này hơi khó nhìn. Trong phòng thì rồi như vậy bác sĩ lại thay một chiếc khẩu trang mới hình như có cả như là mình thấy có sát trùng tay bằng dung dịch khô nhở. Clip này hết chưa nhỉ? Như vậy à. Rồi, sau đó thì nữ y tá mang đến một cái... À, cái này, cái đèn này như là cái đèn UV để khử khuẩn hay sao các bạn? Xem nhá. Rồi, đúng rồi. Như vậy thì bên Hồng Ngọc họ có bật đèn UV để khử khuẩn. Cái đèn này nó chính là chiếu tia UV ấy, để khử khuẩn cả cái phòng này. Rồi, như vậy chúng ta vừa xem xong clip được chia sẻ ở trên mạng xã hội Facebook về bệnh nhân nCoV-19 đầu tiên Hà Nội khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Theo mình thấy thì thực sự là về chuyên môn mình không phải là một nhân viên y tế, nhưng mà mình thấy quy trình khám chữa bệnh ở đây thì cũng đủ, có một số các cái bước mình thấy rằng cũng nói chung là đúng chuẩn, như là có thay găng tay, khẩu trang và chiếu đèn UV. Nhưng mà diễn biến tiếp theo của cái sự việc này thì mình nghĩ rằng hai cái trường hợp như là bệnh nhân, bác sĩ và y tá này chắc chắn sẽ phải cách ly theo dõi thêm. Và những trường hợp tất cả những người mà tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân Covid-19 đều phải cách ly. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo.